Giang ơi, Tuấn ơi, mấy em sửa mà sửa quá ẩu luôn nha. Thầy nói lại từ từ nè. Thứ nhất á là cái phần tóm tắt của nó là tiếng Việt ở trên, ở dưới là tiếng Anh. Hình như thầy gửi cho mấy em là như vậy đúng không? Ở đây mấy em không đánh dấu còn một chấm nè, mấy em không chịu xóa cái một chấm nè, ha. Rồi ở cuối bài á, hình như là có cái tiếng Anh luôn mà mấy em không thấy gửi gì hết. Để thầy coi lại cho lại mấy em coi nè. Đây nè, em coi lại bài của người ta nè. Nè, ở phía dưới cái phần tài liệu tham khảo, em coi là tài liệu tham khảo người ta để chữ thường. Thì em phải để là chữ thường. Ở dưới là cái tên tiếng Anh của bài báo và cái summary bằng tiếng Anh là mấy em phải để lại tiếng Anh. Ha, còn cái phần mà thông tin tác giả thì mấy em để thêm phía dưới thôi. Nhưng mà ban biên tập lúc mà họ in báo họ sẽ bỏ cái phần đó đi. Thấy không? Cho nên mấy em sửa cái này là bị ẩu nè, phải sửa lại cho thầy. Sửa lại chẳng hạn như chữ nào chỗ viết qua chỗ viết tắt phải viết cho giống, chỗ này mấy em để một chấm không có ý nghĩa gì hết, không được, thấy không? Phải sửa lại. Rồi mấy em coi chẳng hạn như từ khóa này có gạch dưới hay không, hay có tô đậm gì không, không phải làm cho thiệt đúng như form của người ta nha. Nếu em gửi mà chưa có sửa đúng á, người ta không có phản biện, người ta gửi trả lẳng lên mình luôn, rất là phiền. Một là chẳng hạn như chỗ này nè, tài liệu tham khảo, người ta trong cái form gốc là cái chữ tài chữ T viết qua, còn mấy cái chữ kia viết thường hết, mấy em lại để viết qua hết, không được, phải sửa lại đúng. Rồi ở đây có thông tin tác giả thì mấy em cũng điền một cái ô thông tin tác giả đi, nhưng mà những tác giả kia mấy em không có biết thông tin của họ thì mấy em bỏ trống, thông tin của thầy mấy em không biết mấy em cũng bỏ trống luôn, mấy em tạo cái khung sẵn cho thầy thôi, thấy không? Rồi làm lại cho thầy.